hoa gạo thắp lửa trên cao nguyên đá Đồng Văn. Tháng 3, trên những triền núi cao sừng sững của cao nguyên đá Đồng Văn, hoa gạo đua nhau bung nở như thắp lửa giữa núi rừng. Du khách check-in với hoa gạo trên cung đường Du Già, Mậu Duệ, dọc các cung đường quốc lộ 4C, quốc lộ 34, đội tuyển 176, hoa gạo đã nở rực rỡ tô điểm cho cảnh sắc đất trời Hà Giang, vừa khiến du khách rạo rực, vừa khiến lòng người thấy an yên. Hoa gạo ở Hà Giang mọc tự nhiên. Chúng trải rác bên đường, treo leo trên vách núi hoặc xếp hàng ngay ngắn bên sông. Du khách quốc tế đi thuyền trên sông Nho Quế giữa mùa hoa gạo loài hoa này đến lạ. Chẳng thấy một chiếc lá xanh. Trên cành cây thô mộc, những bông hoa gạo bung nở đỏ rực hệt như đốm lửa trên một giá nến khổng lồ. Hoa gạo bung nở đỏ trên những cành cây khẳng khiu hệt như cây nến khổng lồ trong tiết trời mát mẻ của Hà Giang vào cuối xuân. Không còn gì thi vị bằng cưỡi trên con xe máy hít hà bầu không khí trong lành, tận hưởng từng làn gió mát. Du khách dừng chân check-in cùng hoa gạo bên đường được mệnh danh là một trong những cung đường đẹp nhất Hà Giang. Đoạn đường đội tuyển 176 từ Du Già qua Mậu Duệ cũng là nơi có nhiều hoa gạo nhất. Từ trên đèo cao, du khách tha hồ phóng tầm mắt, thỏa thê nhìn quang cảnh bình yên phía dưới thung lũng với ruộng lúa, làng mạc lô nhô. Hoa gạo sông Gâm, huyện Bắc Mê, Hà Giang, mộc mạc giữa bản làng bình yên. Nếu đến Hà Giang với một tâm hồn trĩu nặng thì mỗi cung đường sẽ giúp bạn vơi bớt những âu lo. Hoa gạo mọc trải rác bên đường điểm tô cho cảnh sắc núi rừng hùng vĩ quay lại Hà Giang sau 4 năm kể từ lần đầu tiên đến với mảnh đất xinh đẹp này. Chị Thanh Thảo vẫn giữ vẹn nguyên cảm xúc với từng phiến đá, con đường. Ra trường, mình như bị cuốn vào vòng xoáy bộn bề của công việc, của những mối quan hệ đôi khi mình thấy lòng ngổn ngang. Nhưng chuyến đi Hà Giang lần này đã giúp mình có thêm năng lượng tích cực. Với mình, Hà Giang vẫn đẹp, hùng vĩ như lần đầu tiên mình đến. Mình rất thích sắc hoa gạo bên những cung đường ở Du Già, huyện Yên Minh. Vị xuyên, loài hoa này mang lại cảm giác bình yên, thân thương như ở chính nơi mình sinh ra, chị Thảo chia sẻ. Hoa gạo yên bình bên dòng sông dưới chân đèo như liều thuốc kỳ diệu chữa lành cho những tâm hồn đang chịu tổn thương. Chọn Hà Giang là nơi thực hiện bộ ảnh tốt nghiệp. Cậu sinh viên nhiếp ảnh năm cuối Phạm Việt Cường không khỏi ấn tượng với mùa hoa rực rỡ tháng 3 này. Ở dưới xuôi, mình chỉ thấy một, hai cây gạo ở đầu làng thôi, nhưng ở Hà Giang thì khác. Mình đi dọc theo sông Gâm rồi qua Bắc Mê, Mèo Vạc, Đồng Văn. Đi đến đâu mình cũng thấy hoa gạo, cây thì chúng chím, cây thì bung nở rực rỡ. Hàng hoa gạo bên sông Nho Quế là nơi mình thấy ấn tượng nhất. Bởi sắc đỏ, cam của hoa nổi bật trên nền nước xanh ngọc bích của Nho Quế tạo khung cảnh vô cùng bình yên, thơ mộng. Cường bộc bạch, hoa gạo thắp lửa trên dãy núi bao quanh hẻm tu sản,